Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 11 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chương trình thời sự có những tin đáng chú ý sau đây. Khai mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 16. Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài làm việc tại Thái Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình công bố điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Sau đây là nội dung chương trình, thưa quý vị và các bạn. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 16 khai mạc kỳ họp thứ 6. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Đúng 7 giờ 30 phút kỳ họp chính thức khai mạc. Phát biểu khai mạc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nêu bật bối cảnh, quán triệt mục đích, nội dung, yêu cầu của kỳ họp. Kính thưa các vị đại biểu, để khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2018 và hoàn thành tốt nội dung chương trình kỳ họp đã đề ra, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau. Một là tập trung thảo luận, tham gia vào các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng, báo cáo giám sát chuyên đề và các báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Báo cáo những nội dung Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã cho ý kiến giữa hai kỳ họp. Thảo luận và cho ý kiến về các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời xem xét quyết định theo thẩm quyền của Hội đồng nhân dân về các vấn đề quan trọng khác trong chương trình kỳ họp đã được các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua. Hai là việc xem xét và quyết định các nội dung tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Đề nghị các vị đại biểu trong quá trình thảo luận cần tập trung làm rõ những kết quả nổi bật và nguyên nhân đã đạt được về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, phân tích sâu sắc các nguyên nhân và dự báo tình hình 6 tháng cuối năm, tìm ra các giải pháp thiết thực, khả thi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018. Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP ước đạt 23.562 tỷ đồng, tăng 12,32% so với cùng kỳ năm trước. Năng suất lúa xuân ước đạt 71,68 tạ một hecta, tăng cao hơn so với vụ xuân năm 2017. Thái Bình đã triển khai được 185 cánh đồng lớn với diện tích 8.000 hecta, chăn nuôi ổn định, nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt kết quả khá. Toàn tỉnh có 200 trên 263 xã và một huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 24.600 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Hoạt động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ổn định, công tác đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường, các ngành thương mại dịch vụ phát triển ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 8.200 tỷ đồng, đạt 70,5% dự toán. Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chỉ đạo kịp thời sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân tỉnh, sự nỗ lực của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực nổi bật là nền kinh tế duy trì đã tăng trưởng hai con số, đạt mức cao nhất so với cùng kỳ nhiều năm nay. Năm về trước, các ngành lĩnh vực chủ yếu đều đạt mức tăng trưởng khá, đặc biệt là khu vực công nghiệp, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, song vẫn đạt kết quả tốt. Cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch tích cực, sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt kết quả bước đầu. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai, thực hiện tốt. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao và thông tin truyền thông đạt kết quả khá tốt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời chính sách đối với người và gia đình có công, các chính sách xã hội, duy trì thường xuyên công tác bảo trợ xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững.
Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Báo cáo cũng nêu bật nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, nhất là về nông nghiệp, tài nguyên môi trường, công nghiệp và phát triển thương mại dịch vụ, đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, văn hóa xã hội, về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, quốc phòng an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Cũng trong phiên họp sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 và một số tờ trình nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo tờ trình về việc điều chỉnh một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020, tờ trình về việc sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách của chương trình nước sạch nông thôn. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo tờ trình về việc quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Bình, tờ trình về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình, tờ trình về việc quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình, tờ trình về việc quy định về cơ chế tổ chức thực hiện nội dung, mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018-2020. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo tờ trình về việc chuyển số kinh phí tạm ứng cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thành thực chi ngân sách năm 2018, tờ trình về việc phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực đồng bằng sông Hồng, sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng Tái thiết Đức. Tờ trình về việc bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018. Tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018. Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình năm 2018. Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Tờ trình về việc phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2018. Tờ trình về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2018. Tờ trình về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ kinh phí sự nghiệp, nguồn ngân sách nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018-2020. Tờ trình về việc quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Tờ trình về việc đặt tên đường, tên phố thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ. Tại phiên họp sáng nay, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có bài phát biểu quan trọng, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp này không chỉ là kỳ họp thường kỳ giữa năm mà còn là dịp để nhìn lại nửa chặng đường thực hiện các mục tiêu chủ yếu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhất là các giải pháp về thu ngân sách, để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2018 và những năm tới. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần quán triệt những quan điểm định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và các nghị quyết kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận và quyết định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm theo hướng phấn đấu đạt kết quả cao hơn so với kế hoạch đầu năm, nhất là các giải pháp về thu ngân sách, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, vấn đề lao động, việc làm, thu nhập, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Yêu cầu tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị phải đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện thật tốt các nhiệm vụ giải pháp đã được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân giao, đồng thời khẩn trương rà soát, bổ khuyết các nhiệm vụ giải pháp trong từng ngành, từng lĩnh vực để phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đề ra.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng gợi mở nhấn mạnh một số vấn đề cần triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới. Về phát triển kinh tế, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh tập trung tích tụ ruộng đất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học và sản xuất, bảo đảm sản phẩm sạch, đáp ứng yêu cầu thị trường, chú trọng thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn để tạo lập các liên kết, quan hệ sản xuất mới, gắn kết sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp hàng hóa và nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn với đổi mới phương thức sản xuất và không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, bảo đảm thực chất và bền vững, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã được công nhận đạt chuẩn, chú trọng duy tu, bảo dưỡng, quản lý khai thác có hiệu quả các công trình đã được đầu tư xây dựng, tập trung xử lý dứt điểm nợ động xây dựng cơ bản, bảo đảm 100% các xã đến kỳ xét công nhận lại vẫn đạt chuẩn theo tiêu chí mới. Khẩn trương xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn và các huyện đăng ký đạt chuẩn trong các năm 2018-2019 nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Về công nghiệp và phát triển thương mại dịch vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định đây là yếu tố quan trọng đóng góp lớn đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quyết định 36 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập khu kinh tế Thái Bình. Trước mắt cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch chung, đồng thời tổ chức lập quy hoạch chi tiết, xây dựng cơ chế ưu đãi và tăng cường thu hút đầu tư vào các khu vực ven biển, gồm cả nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp. Chú trọng lựa chọn, thu hút các dự án sử dụng nhiều lao động ít ảnh hưởng môi trường vào các khu cụm công nghiệp hiện có, nhằm giải quyết việc làm tại chỗ, thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động nông thôn, tăng cường phát triển nghề và làng nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm làng nghề truyền thống. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp cần chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên tất cả các ngành lĩnh vực để đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Cũng trong phiên họp sáng nay, đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tờ trình về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. Các đồng chí trưởng các ban Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16. Chiều nay, dưới sự điều hành của đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu tiếp tục nghe các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra. Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế ngân sách, kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, báo cáo điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa phương, ngân sách cấp tỉnh năm 2016, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung và giải pháp trong báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 về phát triển kinh tế, Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị một số giải pháp như tiếp tục rà soát bổ sung các cơ chế chính sách để thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, tăng cường xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ. Tiếp đó, Ban Kinh tế Ngân sách đã báo cáo thẩm tra các tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Tiếp tục chương trình làm việc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chia tổ thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội và tham gia ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên thảo luận tổ chiều nay thì các đại biểu đã cơ bản đồng thuận với báo cáo kinh tế xã hội của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày tại kỳ họp. Và các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân, những tồn tại hạn chế và giải pháp khắc phục để đạt được kế hoạch mục tiêu đề ra cho nửa cuối năm 2018. Và bên cạnh đó thì những vấn đề như an ninh trật tự, vấn đề nước sạch nông thôn, vấn đề xây dựng nông thôn mới, xử lý nợ động xây dựng cơ bản cũng được nhiều đại biểu quan tâm. Tại tổ thành phố, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018. Các đại biểu cũng nêu vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn thành phố xuất hiện một số hình thức phạm tội mới với các thủ đoạn phức tạp. Ngoài ra, các vấn đề như giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, chế độ chính sách cho người có công, phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng, nước sinh hoạt nông thôn cũng được các đại biểu tập trung thảo luận.
Về phía lãnh đạo tỉnh thì cũng đã có những cái quan tâm và cũng đã rất là sát sao rồi, nhưng tôi cũng rất là mong là các đồng chí tiếp tục có cái chỉ đạo làm sao đó để giải quyết những vấn đề vướng mắc từ phía cử tri, từ phía nhân dân. Người ta cũng đang còn có ý kiến về cái việc mà tiền đấu nối ban đầu để làm sao đó nó thật là thỏa đáng giữa người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt là tôi coi trọng vấn đề tuyên truyền để cho người dân hiểu được. Tại tổ Quỳnh Phụ, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác quy hoạch, quản lý, việc thực hiện quy hoạch trên các lĩnh vực, tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Trong khi đó, các đại biểu tổ Thái Thụy phân tích những thuận lợi khó khăn khi triển khai trên thực tế, chủ trương của nghị quyết 18-19 Hội nghị Trung ương 6 khóa 12. Bây giờ là những cái xã mà dưới 50% diện tích và dưới 50% dân số thì phải sát nhập vào. Thế thì bây giờ nó có câu chuyện là như Thái Thụy chúng tôi thống kê khoảng 15 xã là dưới cái chỗ này phải sát nhập. Thế nhưng nó lại có cái này, xã nó lại sôi đỗ. Tức là cái xã mà nó nhỏ nó lại nằm xung quanh là xã lớn. Các đại biểu cũng đã phân tích về kết quả triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, thực trạng hỗ trợ đầu tư cho một số xã khó khăn thời gian qua. Tại tổ Vũ Thư, đại biểu thảo luận nhiều về vệ sinh môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn, tình trạng xuống cấp trên một số đoạn đê, đặc biệt là các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên thảo luận tại tổ chiều nay, thì những vấn đề về phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới và xử lý môi trường là những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, thảo luận và phát biểu ý kiến, qua đó đóng góp những giải pháp thiết thực trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Trong thảo luận, các đại biểu đánh giá cao sự chỉ đạo và điều hành linh hoạt của tỉnh trong bối cảnh tình hình chung còn gặp nhiều khó khăn. Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh có sự chuyển biến tích cực, một số chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra, y tế, giáo dục, các lĩnh vực văn hóa xã hội, đời sống của nhân dân được cải thiện, an ninh quốc phòng được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn nêu lên một số bất cập, hạn chế và kiến nghị các giải pháp khắc phục. Đại biểu tổ Đông Hưng tập trung thảo luận về việc điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn, những bất cập trong công tác đấu nối triển khai nước sinh hoạt nông thôn và giải pháp trong thời gian tới, chế độ chính sách cho người nhiễm chất độc da cam dioxin. Ý thứ hai liên quan đến chất độc da cam, tôi đề nghị là chúng ta không làm đồng loạt trên tỉnh, mà chúng ta làm từng đợt một trên địa bàn từng huyện. Những đối tượng mà không đúng mà ta tách được ra thì xin đưa các ông chí là sẽ tạo một cái sự đồng thuận rất tích cực của nhân dân. Còn những đối tượng mà đúng thì các cấp các ngành phải vào cuộc để làm bằng được. Các đại biểu cũng thảo luận về những bất cập trong đầu tư hạ tầng giao thông và công tác an toàn giao thông hiện nay. Đặc biệt, các đại biểu kiến nghị những giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu lực hiệu quả trong công tác nội chính và cải cách tư pháp. Công tác của tư pháp và nội chính hiện nay là chưa được quan tâm toàn diện, nhất là công tác thì tôi đề nghị rằng là hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban tỉnh, hội đồng nhân dân huyện, ủy ban nhân dân thành phố cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với việc thực thi cái nhiệm vụ công tác nội chính của tư pháp của cấp chính quyền cơ sở. Thì hiện nay là cái mảng này bị bỏ trống và một cái động lực hiệu quả không cao. Đại biểu tổ Hưng Hà nêu ý kiến hiện nay chế độ bảo hiểm cho người lao động vẫn còn nhiều bất cập. Công tác phát triển đô thị cần có sự quy hoạch tổng thể và hợp lý hơn. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về một số chỉ tiêu, số liệu thống kê trong các báo cáo tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đại biểu tổ Tiên Hải thảo luận về các giải pháp phát triển và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, vấn đề định hướng và quy hoạch cho các xã nằm trong khu kinh tế Thái Bình, đặc biệt là các giải pháp trong phát triển nông nghiệp và tích tụ dụng đất. Cũng tại thảo luận tổ, đại biểu tổ Kiến Xương tập trung bàn và đóng góp ý kiến về giải pháp xử lý nợ đọng vốn xây dựng cơ bản, vấn đề dạy thêm học thêm, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu đô thị và việc bồi thường hỗ trợ đất nghiệp trước khi đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất. Thông qua thảo luận tổ, các đại biểu cũng tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các báo cáo của các sở ngành đăng ký phát biểu và chất vấn tại phiên họp ngày mai. Sau phần thảo luận tổ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp tổng hợp, thống nhất ý kiến tại hai phiên thảo luận tổ và nội dung chương trình kỳ họp ngày mai. Trong các phiên thảo luận tại tổ chiều ngày 10 và 11 tháng 7 đã có 66 lượt ý kiến của các đại biểu thảo luận tham gia vào các báo cáo tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh trình kỳ họp.
Hầu hết các ý kiến tập trung đóng góp vào báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Các đại biểu đã phân tích, đánh giá, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh làm rõ hơn một số vấn đề liên quan đến tích tụ ruộng đất, tiêu chí xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, việc thực hiện và giải ngân một số nguồn vốn hiện nay. Ngoài ra, các đại biểu đề nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh thêm một số nội dung liên quan đến vấn đề nước sạch nông thôn và các chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại. Các đại biểu đã nêu những vấn đề mà cử tri và nhân dân đang quan tâm trên tất cả các lĩnh vực như nông nghiệp nông thôn, công thương, giao thông, tài nguyên và môi trường, tài chính ngân hàng, an ninh trật tự, y tế giáo dục. Cuộc họp cũng đã tổng hợp các nội dung chương trình làm việc tiếp theo của kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm, đóng góp ý kiến tại phiên thảo luận tổ. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao các ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí đề nghị Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến, bổ sung, chỉnh sửa báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, ngày mai ngày 12 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 sáng nay được truyền hình trực tiếp trên sóng TBTV đã thu hút đông đảo cử tri theo dõi. Qua theo dõi, cử tri trong tỉnh đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng năm 2018 cũng như các nội dung của kỳ họp. Tại vùng giáo xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, ngay từ sáng sớm, những người bạn của ông Hạnh đã có mặt tại gia đình để cùng nhau theo dõi phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Tôi đánh giá rất cao về cái báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã báo cáo tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Điểm mới ở trong cái báo cáo đó là cái về cái việc phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Mong muốn thì là sau kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh kỳ này thì có nhiều cái chính sách sẽ được đổi mới và đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển. Cử tri cũng bày tỏ và kỳ vọng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ dành nhiều thời gian thảo luận, thông qua và ban hành các cơ chế chính sách hướng mạnh vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Thì cũng mong rằng các cấp chính quyền quan tâm đến bà con nông dân, đặc biệt là bên nông nghiệp nông thôn, được cứng hóa những cái đường bê tông ra đồng cho bà con đi thuận lợi. Thứ hai đó là về vấn đề các cái khâu dịch vụ của bên hợp tác xã. Hiện nay là từ cái huyện Tiền Hải chúng tôi là có cái đoạn đường từ khu Lam lên đến thị trấn Tiền Hải là hiện nay là rất xuống cấp. Vậy chúng tôi cũng mong là được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước để làm cái con đường cho chúng tôi để chứ bây giờ là con đường đi lại và rất khó khăn. Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 thực sự là diễn đàn quan trọng thu hút sự quan tâm và chú ý của đông đảo cử tri và nhân dân trong tỉnh. Và tại kỳ họp này thì cử tri mong muốn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò và trách nhiệm của mình để giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm và kiến nghị. Theo dõi phiên khai mạc, nghe báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018, cử tri phường Trần Lãm, thành phố vui mừng khi kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển với nhiều dự án lớn được đầu tư vào địa bàn. Tuy nhiên, cùng với việc thu hút đầu tư thì vấn đề nhiều tuyến đường xuống cấp, ngập lụt, rác thải được người dân phường Trần Lãm, thành phố quan tâm và đặt kỳ vọng tại kỳ họp lần này. Hôm nay về môi trường thì cái đoạn đường Lý Bôn từ ngã tư Đậu xuống giáp xã Vũ Chính là hiện nay là mỗi một lần mưa thì nước ngập hết vào trong các cái nhà dân. Cũng đề nghị với các cấp lãnh đạo xem xét tạo điều kiện để làm rãnh thoát nước cho bà con ở khu vực đường Lý Bôn, cuối đường Lý Bôn giáp với xã Vũ Chính. Hiện nay phường Trần Lãm có những đoạn đường xuống cấp, đặc biệt là đoạn đường từ xí nghiệp gạch Tiền Phong ra đến cống Đậu và đoạn đường Phạm Huy Quang. Đề nghị các cấp xem xét và làm sửa chữa lại để cho dân đi lại thuận tiện. Phấn khởi và tin tưởng vào sự đổi mới của kỳ họp là suy nghĩ chung của người dân. Cử tri và nhân dân tiếp tục tin tưởng kỳ vọng vào quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt của người đứng đầu, cần xác định rõ trách nhiệm thực hiện lời hứa với cử tri tại những kỳ họp trước. Thưa quý vị và các bạn,
Chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16 được cử tri Quỳnh Phụ đặc biệt quan tâm, nhất là nội dung đặt tên đường phố của thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ. Theo dõi việc khai mạc và ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình Thái Bình, cử tri Quỳnh Phụ phấn khởi khi tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng được tập trung chỉ đạo thực hiện thành công. Trong những cái năm vừa qua và nhất là cái 6 tháng đầu năm nay ấy, thì tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh và các cái ban ngành của tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo vào cái phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, và chúng tôi nhìn thấy ngay trong thực trạng từ quê hương Quỳnh Phụ chúng tôi thì xem là đời sống nhân dân là ngày một nâng lên, kinh tế đang trên đà một cái tăng trưởng theo cái chiều hướng tích cực. Cử tri Quỳnh Phụ cũng đề nghị với việc thu hút đầu tư thì cần nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, bảo vệ môi trường. Theo nhiều cử tri, việc đặt tên đường phố thị trấn An Bài sẽ giúp cho việc quản lý, đảm bảo giao thông và duy trì kết quả thực hiện chỉ thị số 04 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tôi có kiến nghị thế này, đề nghị coi như là cấp trên thường xuyên quan tâm, theo dõi và đôn đốc các cấp, các ngành, là coi như thường xuyên nhắc nhở, nếu như phát hiện được hộ nào thì ta cũng nhắc nhở bà con không vi phạm, không tái lấn chiếm. Làm thế nào để tạo ra được những cái sản phẩm nông nghiệp sạch, thế rồi có thương hiệu thì cái kinh tế của chúng ta mới đủ sức cạnh tranh với lại thị trường và mới có cái cơ hội để mà phát triển. Chuyển sang tin tức khác, sáng nay đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài do đồng chí Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài làm trưởng đoàn làm việc tại Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cùng lãnh đạo một số sở ngành địa phương tiếp và làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc, hai bên cùng nhau trao đổi những vấn đề liên quan đến hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài, công tác lãnh sự và bảo hộ công dân, tình hình hợp tác giữa Thái Bình với các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư Nhật Bản vào địa bàn. Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cũng thông tin với tỉnh về việc đón hài cốt nhà yêu nước Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm về nước. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giới thiệu thêm với đoàn về tiềm năng, thế mạnh và chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh hiện nay. Ghi nhận những ý kiến của tỉnh Thái Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam đề nghị tỉnh Thái Bình tiếp tục nắm bắt thông tin về người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, đề xuất các chính sách về vấn đề người Việt Nam ở nước ngoài cho phù hợp với yêu cầu hội nhập, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cùng với các địa phương cả nước, sáng nay Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đã công bố điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Ngay sau khi hoàn tất việc chấm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đã gửi dữ liệu điểm thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện rà soát đối sánh. Sau khi đảm bảo chính xác, Sở Giáo dục và Đào tạo tải dữ liệu chính thức kết quả thi để công bố chính thức trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo. Với Thái Bình, năm nay toàn tỉnh có 11 thí sinh đạt điểm 10, trong đó ở các môn Tiếng Anh 1 thí sinh, Hóa 1 thí sinh, Địa lý 1 thí sinh, môn Giáo dục công dân có 7 thí sinh đạt điểm 10, có 86 thí sinh bị điểm liệt. Sau khi biết điểm, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 7. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.